Tin báo hoặc áp thấp mới nhất của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, gọi tắt là Pagasa, cho hay, vào hồi 4 giờ ngày 21 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới Ime ở vào khoảng 25,2 độ Vĩ Bắc, 123,5 độ Kinh Đông, nằm bên ngoài khu vực dự báo của Philippines PAR, cách Itbayat Batans, 520 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh 55 km/h, giật 70 km/h và áp suất trung tâm là 1002 hpa. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 35 km/h, gió mạnh mở rộng ra ngoài lên đến 240 km từ tâm áp thấp nhiệt đới. Chuyên gia dự báo thời tiết là Benison Esqueda của PAGASA trước đó cho biết, áp thấp nhiệt đới IME khó có thể tấn công trực tiếp vào Philippines mà thay vào đó sẽ hướng đến Đài Loan Trung Quốc. Dự báo IME sẽ chuyển hướng nhiều hơn về phía Tây Tây Bắc trên biển Hoa Đông vào ngày 21 tháng 9 và chậm lại, sau đó chuyển hướng Tây Tây Nam vào ngày 22 tháng 9. IME vẫn sẽ là áp thấp nhiệt đới và hôm nay một hệ thống front đi qua biển Hoa Đông dự kiến sẽ làm suy yếu áp thấp nhiệt đới thành một vùng áp thấp vào ngày mai, ngày 22 tháng 9. Tuy nhiên, gió mùa Tây Nam và các cơn bão là Fede, Gainer và Helen đã gây ra những ngày gần đây đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và 14 người mất tích. Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thảm họa Quốc gia, gọi tắt là NDRRMC của Philippines, cho biết thời tiết xấu đã khiến khoảng 10.300 gia đình hoặc khoảng 40.000 người phải đến các trung tâm sơ tán. Mưa bão, lũ lụt và gió mùa Tây Nam đã làm hư hại khoảng 2.100 ngôi nhà, với thiệt hại về cơ sở hạ tầng ước tính khoảng 22,5 triệu peso, tương đương 404.000 đô la Mỹ. Bộ Nông nghiệp cho biết các hiện tượng thời tiết cực đoan cũng gây thiệt hại khoảng 600 triệu peso, tức là hơn 10 triệu đô la Mỹ cho ngành nông nghiệp. Người phát ngôn Bộ Nông nghiệp Asek Anen Demesa cho biết cơ quan này đã sẵn sàng hỗ trợ những nông dân bị ảnh hưởng. Chiều ngày 20 tháng 9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có văn bản gửi các tỉnh, thành phố, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ về việc triển khai ứng phó với vùng áp thấp và mưa lớn trong những ngày tới. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 9, dạnh áp thấp có khả năng hình thành vùng áp thấp ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Bắc Bộ. Từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 9, một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khả năng xuất hiện mưa to diện rộng ở phía Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết nguy hiểm và mưa lớn bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố bắc bộ và bắc trung bộ theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo thời tiết nguy hiểm trên biển và thông báo cho thuyền trưởng chủ các phương tiện tàu thuyền bao gồm cả tàu du lịch đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp bảo đảm an toàn về người và tài sản đồng thời sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu Đối với trên đất liền, các tỉnh thành phố triển khai lực lượng xung kích, kiểm tra ra soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao, xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để khơi thông dòng chảy và chủ động di rời. Sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn sẵn sàng phương án tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc là có nguy cơ xảy ra sạt lở. Tổ chức vận hành và triển khai phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi sung yếu, công trình đang thi công sẵn sàng phương án phòng chống lũ, bảo đảm an toàn đê điều theo cấp báo động và kiểm tra giả soát triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với các hầm mỏ và khu khai thác khoáng sản. Từ ngày 19 đến sáng ngày 20 tháng 9, tại địa bàn các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, mưa lớn kéo dài khiến nước ở thượng nguồn các sông dâng cao, gây ngập lụt nhiều khu vực. Tại xã Thanh Thạnh, huyện Tuyên Hóa, mực nước ở thượng nguồn sông Danh dâng cao làm 20 nhà tại các thôn 3 và thôn 4 bị ngập sâu, có nhà mực nước cao đến 4 mét. Ông Đoàn Xuân Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Thạch cho biết, chính quyền xã đã cử lực lượng chức năng hỗ trợ di rời toàn bộ người dân tại khu vực bị ngập đến nơi an toàn. Hiện mực nước đang có dấu hiệu rút, các lực lượng đang hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa. Trong khi đó, tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, mưa lớn kéo dài trong hai ngày khiến nước sông dâng cao. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, có hơn 420 nhà ngập sâu từ 0,5 tới 2 mét. Để phòng tránh, người dân Tân Hóa đã di chuyển đồ đạc tài sản lên nhà phao tránh lũ, bảo đảm an toàn. Tân Hóa được vinh danh là làng du lịch tốt nhất thế giới nhờ phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Tuy nhiên, do địa hình được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi nên địa phương này thường tiềm ẩn nhiều rủi ro trong thiên tai, đặc biệt là vào mùa mưa lũ. Vì vậy, Tân Hóa được ví như là rốn lũ, thung lũng đựng nước ở Quảng Bình. Sau trận lũ lịch sử năm 2010, người dân Tân Hóa đã sáng kiến nhà phao giúp bà con yên tâm sinh sống trong điều kiện nước lũ dâng cao, chia cắt dài ngày. Chiều ngày 19 tháng 9, bão số 4 sau khi vào đất liền đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ tại khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và Con Tôm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 16 giờ ngày 19 tháng 9, bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền, khu vực tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, 50-61 km h giật cấp 10. Dự báo trong những giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15-20 km h đến khoảng 22 giờ cùng ngày áp thấp nhiệt đới trên khu vực đất liền trung lầu sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6 giật cấp 8. đến 10 giờ ngày 20 tháng 9 áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu và tan dần trên đất liền. mặc dù đã suy yếu nhưng bão số 4 vẫn gây ra một đợt mưa rất lớn cho đất liền khu vực bắc trung bộ và trung trung bộ. Trong ngày 19 tháng 9, ở khu vực Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đã có mưa to, có nơi mưa rất to như Tà Long Quảng Trị 292mm, Mai Hóa Quảng Trị 204mm, Hòa Thanh Quảng Bình 195mm, vân vân. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong vòng 3 tới 6 giờ tới, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và Con Tum tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến ở Thanh Hóa, Nghệ An, phía Bắc Thừa Thiên Huế từ 30 tới 60 mm, có nơi trên 100 mm. Hà Tĩnh đến Quảng Trị, mưa phổ biến là 50-120mm, có nơi trên 150mm. Con Tum, lượng mưa từ 10-40mm, có nơi trên 50mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy là có một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cơ quan khí tượng cảnh báo các địa phương tiếp tục bám sát thông tin dự báo về lũ, bản đồ nguy cơ lũ ống lũ quét sạt lở đất, không lơ là chủ quan mất cảnh giác. Trong những giờ tới tiếp theo, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại hơn 70 quận huyện thị xã thuộc 10 tỉnh thành phố ở miền Trung. Lúc 16 giờ ngày 19 tháng 9, trang lũ quét sạt lở .nchmf .gov .vn của cơ quan khí tượng cảnh báo có 350 xã phường ở 10 tỉnh thành phố miền Trung Tây Nguyên có nguy cơ sạt lở đất, cấp độ rủi ro thiên tai do sạt lở đất lũ quét ở Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế là cấp 2 trên thang 3 cấp, các tỉnh còn lại là ở cấp 1. Cụ thể, tại Thanh Hóa gồm các huyện Bá Thước, Cầm Thủy, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Như Thanh, Như Xuân, Quan Hóa, Quan Sơn, Thường Xuân. Tỉnh Nghệ An gồm các huyện Anh Sơn, Con Cuồng, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Thanh Trương, Tương Dương. Tỉnh Hà Tĩnh bao gồm Cẩm Xuyên, Can Lộc, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, Thị xã Hồng Lĩnh, Thị xã Kỳ Anh, Vũ Quang. Tỉnh Quảng Bình bao gồm Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tuyên Hóa tại thành phố đà nẵng nguy cơ sạt lở lũ quét ở mức rất cao tại hòa vang liên triều sơn trà tỉnh thừa thiên huế có các huyện a lưới nam đông phong điền phú lộc thành phố huế hương thủy hương trà tỉnh quảng trị có cam lộ đa cơ đông gio linh hải lăng hướng hóa triệu phong vĩnh linh tỉnh quảng nam là bắc trà my đại lộc đông giang duy xuyên hiệp đức nam giang nam trà my nông sơn núi thành phú ninh phước sơn quế sơn tây giang thăng bình tiên phước tỉnh Quảng Ngãi có các huyện Ba Tơ, Bình Sơn, Mộ Đức, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Tư Nghĩa, Đức Phổ. Tỉnh Con Tum có Đắc Lây, Đắc Hà, Đắc Tô, Ngọc Hồi, đông cũng đối diện nguy cơ sạt lở đất. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông suối khu vực miền núi, lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm sạt lở đất đá. Tại cuộc họp ứng phó bão số 4, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như là cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Quốc phòng nhấn mạnh rút kinh nghiệm từ bão Jaki, các tỉnh cần ra soát tất cả các điểm có nguy cơ sạt lở, thông báo nhanh nhất đến từng hộ dân khi xuất hiện tình huống báo động và chuẩn bị nơi an toàn để người dân di chuyển đến. Tại Quảng Nam, trong ngày 18 tháng 9 trên địa bàn huyện có mưa lớn, nước sông dâng cao chảy xiết và xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Ngay trong đêm ngày 18 tháng 9 và ngày 19 tháng 9, ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các xã tiến hành sơ tán khẩn cấp 51 hộ dân với 164 nhân khẩu ở các điểm dân cư có nguy cơ sạt lở cao về nơi trú ẩn an toàn. Cụ thể, xã Trà Mai đã sơ tán 8 hộ với hơn 20 nhân khẩu khu dân cư Đắc Ven về trú ẩn tại khu trung tâm lễ hội Sâm Ngọc Linh. Một số hộ dân dọc đường DH10, khu trung tâm hành chính Tắc Bỏ được sơ tán về trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Trà Mai tại xã Trà Leng đã di rời 3 hộ với 10 nhân khẩu ngay trong đêm ngày 18 tháng 9. Tại xã Trà Nam, tính đến 21 giờ ngày 18 tháng 9, đã có 13 hộ với 35 nhân khẩu được sơ tán đến nơi an toàn. Phần lớn trong số này là người già và trẻ em. Ông Đoàn Ngọc Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã thông tin, toàn xã có khoảng 9 điểm nguy cơ cao, với khoảng 194 hộ, gần 800 nhân khẩu cần được sơ tán, mỗi điểm đều cử lực lượng túc trực, nắm bắt tình hình. Dự báo đêm ngày 19 tháng 9 và những ngày tiếp theo tiếp tục có mưa lớn, do đó chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, khi cần thiết sẽ tiến hành sơ tán dân kịp thời trong đêm. Còn tại các xã Trà Vân, Trà Dơn, Trà Giòn cũng tiến hành sơ tán nhiều hộ dân ngay trong đêm ngày 18 tháng 9 để đảm bảo an toàn tính mạng mưa lớn cũng đã gây sạt lở điểm trường răng chuỗi thôn 1, xã trà tập khu dân cư mang xoan tu Trần, thuộc thôn 4, xã trà cang sạt lở ta lui âm tuyến đường dh 3 xã trà cang dh 1 từ trà dơn đi trà leng tuyến đường từ trà mai đi trà vân trà vinh Tại xã Trà Cang, ngày 19 tháng 9, lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán 19 hộ dân với 93 nhân khẩu đến nơi ở tạm, xen ghép tại các hộ khác trong khu vực thôn 5, đồng thời di rời nhà cửa của các hộ dân đến nơi khác để hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản cho người dân hiện tại ủy ban nhân dân huyện nam trà my đã chỉ đạo cơ quan chức năng bảo đảm lương thực nhu yếu phẩm cho các hộ dân di rời khẩn cấp đồng thời yêu cầu các xã tiếp tục kiểm tra bám sát tình hình thực tế và sẵn sàng triển khai di rời các hộ dân đến nơi an toàn nếu thấy nguy cơ sạt lở cùng với đó địa phương cũng đề nghị các doanh nghiệp đưa phương tiện máy móc giải phóng các điểm sạt lở giao thông nhằm bảo đảm cho việc đi lại thuận tiện